Con được ơn gì của Chúa? Dạ con. Con là nói to đi. Con là Maria Nguyễn Thị Sen ở giáo xứ Bảo Vinh, giáo phận Xuân Lộc. Để cha con được ba ơn. Ơn thứ nhất là tí của con bị khàn. Tí của con bị khàn là con của con là nó học lớp 12 là bỏ học liên tục, rồi hút, rồi giống như là nó vướng vào tên mạng xã hội. Cái con chất con của con tên là gì, bao nhiêu tuổi? Tên con của con là Trần Quang Trung, 18 tuổi ạ. Xong rồi con chắc lên đây khấn hôm tháng 1 thì cho tới nay là cháu con thi đậu tốt nghiệp rồi bỏ hết, thậm chí thuốc lá bây giờ nó cũng bỏ. Còn ơn vâng, rồi ơn mà một người con của chị 18 tuổi là bỏ học rồi ăn chơi rồi hút sách đủ thứ hết, chị đã đưa đến đây và cháu đã quay trở về với gia đình, trở về với lớp học của mình và bỏ hết, ngay cả hút thuốc cũng bỏ luôn. Hallelujah. Ơn thứ hai của con là con bị thoái hóa các khớp sống đĩa đệm rồi rối loạn tiền đình, mà con lên đây con nhờ cha với cộng đoàn xin Chúa cho con. Thì hôm nay con đã từ sáng đến giờ con ngồi con không nghe đau gì hết. Lúc trước là cứ ai có khách tới là con ngồi xíu là con đứng dậy con đi thôi, không ngồi lâu được ngay vá. Vậy con cứ đi vòng vòng con cách kỹ chứ không đứng được lâu. Rồi hôm nay là con hết ngồi sáng rồi con không nghe đau đớn gì hết. Và ơn thứ ba là chồng con. Lúc trước á thì trong Tết á con đủ là anh ơi thôi mình đi cho lòng khấn. Thì chồng con chứ Chúa ở đâu mà chả là Chúa. Cha Long ơi, nói em bị đau ghê lắm, em lên chữa cho hết bệnh. Cái chồng nói chứ Chúa ở đâu, Chúa mẹ đâu mẹ. Bộ ông chữa được là cha Long là ông thánh hay sao mà lên đó. Xong là con đi, con đi mình con dắt con đi. Thì tới con mua cái máy làm thương xót Chúa về. Thì cho đến bây giờ là coi như là lúc trước thì đi lễ, con nói đi lễ là chứ đi lễ gì mà đi lễ nhiều thế. Đi lễ thì ít thôi, tuần đi lần được rồi. Nhưng mà bây giờ mà lâu lâu con buôn bán mà con bận rộn là coi một mình em chạy đi luôn. Máy làm thương xót Chúa đi vô trong vườn thấy là lúc nào cũng đeo ở ngực để nghe suốt rồi. Đức cha con xin hết rồi. Vâng, thưa chị em, anh ấy nói đúng, cha Long có phải là thánh đâu mà. Đúng là như vậy, ông cha Long là cái thằng tội đồ. Chẳng có thánh thót gì đâu. Nhưng mà Chúa dùng cái thằng tội lỗi nhất như vậy để cho thế giới biết rằng là Chúa luôn luôn tha thứ cho kẻ tội lỗi biết ăn năn sám hối mà quay trở về. Lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa đổ xuống trên tôi. Và tôi làm chứng điều đó, làm chứng rằng là tôi tội lỗi thế này mà còn được Chúa thương và tha thứ. Thì những anh chị em khác giống như là chồng của chị tốt lành hơn, đạo đức hơn, sao mà Chúa chẳng thương. Và bây giờ anh đã mê lòng Chúa thương xót đến mức độ mà đi làm vườn mà đeo cái máy ở trên cổ mình đi vào trong vườn để mà nghe. Một người bảo rằng Chúa ở đâu mà chẳng có Chúa, ông cha Long có thánh thiết gì đâu mà phải đến mà nghe làm cái gì cho nó mệt. Nhưng bây giờ một người không còn nghe ông cha Long nói, không còn nghe người ta nói mà nghe chính Chúa nói. Chúa nói lời yêu thương, Chúa nói lời tha thứ, Chúa nói lòng thương xót. Tôi gửi tặng cho anh ấy nha. Nói với anh ấy là tôi tặng cho anh cái máy này, sợ anh ấy đeo cái máy đó bảo anh nghe nó hư. Cho nên là tôi đeo cái máy mới để nếu mà cái máy cũ hư thì đeo cái máy mới vào. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và tấm ảnh lòng Chúa thương xót gửi tặng cho anh. Nha, xin Chúa chúc lành cho anh chị. Hallelujah!